test lại đầu CD Kenwood bán giá thanh lý 2 triệu gửi cho ba khách ở Gia Bình, Bắc Ninh. Mắt đọc rất tốt anh em nha. Một con đầu còn rất đẹp luôn. Hôm qua tôi đã có video test rất chi tiết rồi. Này trước khi gói đi thì quay lại một đoạn nữa. Nick vào. Quá nuột là luôn. Đầu đẹp, nặng, hay. Các bạn nào có nhu cầu đầu đĩa thì cửa hàng vẫn có hàng.